kể chuyện gì, đang tính kể chuyện gì nữa, đang tính kể chuyện Phật nhập diệt nước bàn rồi phải không? Rồi lúc đó địa chấn, rồi lúc là ngày Phật mà Phật lúc mà Phật chết Phật nằm cũng giống gì nghe, Phật nằm nhìn nè, rồi đi thì trái đất động đất thì ngài nhập diệt. Lúc đó ngài đang gần Phật cũng giống mấy tử gần nè, một nhà đâu có linh, ông đâu có chịu tu, ông không có thần thông. Rồi cái Phật chết ông bóc là hụ hụ, Phật nói chứ đó, mà phải giữ theo cái giới luật rồi tự tu. Thì từ đó ổng thấy Phật nhà nhập diệt rồi ổng mới sợ, ổng mới chịu tu. Thì từ đó ổng mới có thần thông, thì ổng mới ngồi ổng mới viết kinh điển được. Thời đó đó là đức thầy của mình là một trong những người đại đệ tử của Đức Phật, là người lo cái buổi chôn cất Phật thời đó. Thì cái xác của Phật được ướp kỹ lắm, rồi được nhiều nước đến để tham dự, dân chúng tham dự, rồi mới thiêu. Thì nó ra xá lợi rất là nhiều. Thì lúc đó chia cho 6 nước để cho không có chiến tranh. Thời đó bên Ấn Độ họ đạo Phật nha. Sau này đạo Hồi, đạo Muslim nó lên á, nó mới tiêu diệt đạo Phật. Một đêm á, 5-6 nghìn tăng ni ngồi trong chùa, nó vô chém đầu hết, máu ngập mấy thành tới đầu gói á, mà họ cũng nhẫn để. Ok, call up here. Đây có đây ngồi nè, đây muốn hỏi dạ, hỏi cái gì? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cha trước kia con muốn hỏi là con mới bị xuống cái tay bị đoạn lâu chưa, mà sao bây giờ con thì con muốn nhớ nhà, con muốn về nhà bây giờ á. Nhà nào? Vậy đó trong này nè, nhà nào cũng tới đọc kinh ngồi thiện rồi về nhà. Mình muốn qua cái màn này, cái bài thi này, mình phải tự đốt đuốc đi, tự tu tập. Cứ việc chỉ hướng, chỉ đường, và đưa sách như đưa dở, và chỉ công thức. Còn ăn mà tự mình nhai, chứ mình đâu có nhai mớm giờ đâu. Tự tu, mấy cái gì đó. Đâu, tôi nghĩ là con nói là có phải con mấy bị đòa đấy không? Rồi giờ con còn nhớ cái tiếng kia nhiều, nếu mà người bị đòa lâu là mình không còn nhớ tiếng kia nhiều, mà con cảm giác bây giờ càng ngày con tu hành nhiều là con cảm giác con muốn về nhà. Con nhìn mặt này á, con tiên quá ha. Con tiên ở tầng nào đây nữa? Tiên cũng có nhiều loại lắm, tiên chúng á, cũng như dân mình đây nè. Người có chính xác, có người không có chính xác. Có người bưng nước, bưng bông. Có người thì tiên trưởng nhiều dạng, Phật cũng vậy nha. Quý vị định tưởng có một cấp bậc Phật nhỏ, Phật lớn, Phật có một quốc gia, Phật có một vùng, Phật của thế giới, nhiều cái label. Tiên này bữa nào phải coi lại thì có, phải lập sổ thì mình mới biết. Ngài Thái Thượng Lão Quân không có cuốn sổ, hãy hỏi. Hỏi mới chính xác. Thế gian này chỉ có cái đài này á, mới biết mấy chỗ khác là thôi. Có bậy không? Hỏi gì nữa không? Đấy. Hỏi sư phụ câu này nữa nha. Khi mà người ta nằm mơ đó, nói ví dụ như nằm mơ đánh lộn đi, mà khi tỉnh dậy á, trên tay nó phải hoại như là đánh thiệt. Vậy sư phụ giải thích chưa? Mơ là thiệt, thiệt là mơ mà. Là thiệt á. Hay là tối đó anh đánh bả rồi bả đánh anh. Thì mình đã biết anh nằm gần bả rồi, thôi bả bả. Thôi lại. Trời ơi, tự kỷ quá. Nhưng mà cái những giấc mơ là thật đó nha quý vị. Những giấc mơ á, mình là đánh lộn là đánh thiệt á. Australia. Melbourne, I'm just here. Melbourne. Happy New Year.
1, 2, 3. Rồi nha. Thank you, thưa phụ. Thank you. Ủa microphone đây. Bữa nay ai ở xa đó thì sáng ở trên mấy chị dị trên kêu xuống. Hôm nay sẽ gặp nhiều người có hữu duyên ở phương xa thì người ta có tâm thì con nhận làm đệ tử hết. Cho nên giống như với Houston vậy á. Thì ai ở xa đó thì bữa nay cha mẹ trên trời cho kiện nhận để mà làm đệ tử. Thì có duyên thì cứ tới. Rồi, cách like, đứng theo like. Rồi, bữa nào cầm cuốn sổ ghi cho ta. Đâu, anh chịu hả? Không có hung dữ với đệ tử thôi không? Thấy đệ tử là hiền hơn lúc trước không? À, có hiểu rồi. Rồi, tên gì? Tên gì? Thiên Hiền. Thiên Đại Hiền. Chứ lúc trước không Thiên Đại Dữ. Bữa nay là Thiên Đại Hiền đúng không? Trước là Thiên Đại Dữ, bữa nay Thiên Đại Hiền. Không nhận Đức Quốc. Cái này là Thiên Trung Phương đến từ ở Germany, Đức Quốc. Tại sáng á, mấy vị biết được là hôm nay có hữu duyên gặp được nhiều người ở phương xa thì mấy vị có kêu là cứ nhận đi. Từ Đức Quốc. Rồi có Florida hả? Melbourne, Australia. Melbourne con tên gì? Thiên Kim Ngọc ở Australia. Thiên Kim Ngọc ở đâu? Florida ở thành phố nào? Tampa. Tampa, Florida. Tại vì tất cả giao viên với quần chúng không còn bao lâu. Georgia, Washington, Georgia. Tên gì, tên gì? Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt. Tại ghi tên để mà bỏ lên trên điện tra đó. Tại người nào có tên á thì mấy đứa ở trong cái ban này nó làm cái certificate, nó đưa về núi để cho đưa về trời. Này có tiên. Có tiên bị đỏ. Mình cũng là tiên bị đỏ nè. Tiên bị đỏ. Ai nữa? Thiên Thận là ở đâu? Thiên Thận ở Melbourne, Australia. Còn chỉ bấm Thiên Thận Melbourne, Australia. Mấy con phải gửi hình qua cho mấy đứa này, cho số điện thoại á, rồi gửi hình nó mới làm cái sự thiếm một chật á. Thiên Kim. Ồ, tên đẹp quá con. Đi cho bà Thiên Kim. Thầy bữa hôm cái ngã con còn keo thì còn chưa nhận để đài đỏ con để con đi về chuyến này mới qua để kia bản nó được vui. Nó này bữa hôm qua nó cũng chưa có phục. Xem thành lắm. Chút kia quý vị nên nhớ nha. Là chị có khả năng đọc được cái suy nghĩ của quý vị đó nghe. Kim Thủy. Chúc chị tên số phone nó cho chị. Em Kim Thủy, Texas, Houston hả Đoàn? Austin, Texas. Anh tên gì? Thiên Thanh Liêm, Virginia. Thiên Thanh Liêm ở Virginia. Quá trời hội thiên luôn. Con có ông gửi ông xuống xuống cái đất này quá trời những mít. Lùa về hết. Nhưng mà người nào ghi tên á, để cái giấy cho tôi ghi. Con tên gì? Thiên Kim Tím. Mọi người đi tìm viết đi mọi người ơi. Nghe dạ này cũng thấy. Tên gì? Hả?
Tiên tâm tiết. Với nhãn chưa? Hồi chưa hả? Hồi sáng ở trên có lệnh xuống kêu nhãn, bây giờ nhãn á. Làm cái này á là ông phải tự ý làm, ở trên kêu mới làm không? Tại vì không có bao lâu, không còn có giao duyên với quần chúng nữa. Thì giờ giao duyên thì cứ giao duyên. Cho mấy bác lớn tuổi chưa? Thiên gì? Thiên Mỹ Châu. Thiên Mỹ Châu ở đâu? Kansas. Cậu ơi xa dữ vậy. Thiên Mỹ. Hai rồi đó. Thiên Mỹ Châu ở Kansas. Cho một tờ nữa cho chị này. Chúc. Để chúc. Thiên Bích Liên ở trên cái lô. Thiên Bích Liên ở trên cái lô chứ không phải Bích Liên bán mỹ phẩm hả? Người như cô tu hả? Tu mà cũng cần người nhiều người Thiên. Dạ Thiên Bích Tài. Rồi tên là đẹp là Thiên Tấn Tài hả? Tuấn Tài đẹp hơn Tấn Tài luôn. Anh nhớ ghi tên số con chưa dùng. Dạ dạ. Rồi nộp lại cho Thiên. Dạ hai vợ chồng tôi cần một cái thôi. Đây à, Thiên Thị Nhuận. Là ghi hai tên ở đâu? Họ tên. Ông ghi cái tên cho em để biết em mỗi người. Thiên Thị Nhuận cái xe nào dê hả? Thiên Thị Nhuận lên 5-6 lần không gặp. Thì giờ gặp rồi. Đến đến đây 3 lần mới gặp. Tội nghiệp. Cho người xa xa đi. Rồi, ai nữa? Thiên Hoàng Thi gì? Thiên gì? Thiên Hoàng Thi. Thiên Hoàng Thi ở đâu? Này Thiên Hoàng ở quanh Tân Xia đồ, cái này nhớ mà. Tên gì? Chuyến Tính Tài nãy. Chuyến Tính Tài rồi, hai chồng rồi. Rồi. Nhớ ghi số phone tên ở tiểu bang nào. Rồi mọi người chưa cho người đi chọn. Tên gì? Chị có giấy chưa? Hai chồng ghi chung là. Mày nó bị kỳ kỹ á, từ từ ra dù cho điểm á, bớt cái chung là hay nó trượt nhiều quá, từ từ ra nó tỉnh lại. Tên gì? Hả? Thiên Thị Dung. Thiên Thị Dung. Con mắt con tròn do vậy. Cái diễn. Tên gì? Thiên Ánh Ngọc. Lên trước đi rồi bác sư phụ ơi. Rồi. Sư phụ bác lên lại nó cho cái này đệ tử này bữa nay nhận ngày bữa nay liền nha. Bữa giờ lên đây là nhiêu gần mấy chục lần rồi phải không? Bữa nay nhận đó. Leo lên luôn đi. Đi về đi thì đánh nha. Leo lên luôn đi. Nhưng mà không có hùng dữ nữa nha. Để bớt sát sanh nha. Hồi xưa đó. Ủa, ở Mỹ cũng đâu có ốc đâu luôn. Hồi xưa quá luôn là một nồi ốc là một chiếc cái bàn ốc. Giờ ở Mỹ muốn luộc ốc cũng không có. Có nhà nghèo đi luộc ốc cho nên là mất trí nhớ. Cho nên mình sắc xanh nó có nhẹt luôn quý vị. Cái gì? Thiên Kim Thí à? Thiên Diễm Thí. Thiên Diễm Thí. Rồi còn hai nữa, mình đang lắm đi ra. Mày còn rồi nè. Thiên Thi Bình. Mày chị cho nó cần bữa giờ. Nó còn chữ không? Bữa nay nó tốt rồi hả? Nó không có ăn nữa hả? Dạ, khi nào gặp thiếu hữu của nhiều mình nào con sẽ hạ xuống chút. Mỗi lần gặp nó gặp nhiều lần rồi. Hôm nay nó bị bệnh là giống như là hiện tại mà gì mà xưa nó dữ bây giờ cái mỗi lần lên giờ chán nó già chán rồi từ từ nó hiện lại hiệu lực có không hiệu lực được hết con gắng hiện với mẹ nha mình nữa lớn là con bình thường con nuôi mẹ nha yes hứa đó nha hứa là có phim quay á rồi. Chúng ta gì? Cái gì? Thiên Lành ở đâu? Philadelphia. Thiên Lành. Rồi Tâm đi ra. Thiên Mỹ Dung. Cái này Thiên Mỹ Dung. Đi ra, Tâm đi ra. Ai nữa? Ở đâu? Tên gì? Anh gì?
Thiên Bích Vân, Canada, thành phố nào? Toronto, Canada. Trời ơi, yeah. Qua đây, Toronto, Canada. Cần tên gì? Cái niềm mấy ông mà nó rủ rồi đóng kèm xuống à, mấy ông mà con mấy ông mà nhí á nó bằng nó sống của trẻ nó chết nhiều lắm, nó thích đóng kèm tối nó rủ đóng kèm con thích làm bạn với ma không đúng thì hỏi con thích làm bạn với ma không không ok you don't want your video friend ok lại nhắn mà con tên gì Thái mà Thiên Trân Nguyên về trời Duy Quang đừng ở dưới thế gian nó khổ lắm số con xong chưa tên gì dạ Thiên Truyền Hiền Truyền Nì tên mà lớp xuống chắc là mà lớp chán ngập nên để cha đại tên gì Thiên Bạch Tuyết chấm Bạch Tuyết Việt Nam quá ta San Diego hả tên gì Việt Nam tên gì hả cái tên đó là tên của thế gian đặt cái tên là dính chết luôn á ngàn đời luôn Thiên Văn Viễn rồi lấy cái tên Thiên Văn Viễn mỗi lần mình cúng gì á mình dùng cái tên Thiên này nè à, cũng cái tên kia cũng được mình đọc Thiên một cái ai nữa đệ tử này đâu ở Orange Road còn ai đi quen gì à Thiên Anh hả mày cũng tiền đúng quá hả tiền cũng mất tạ nữa đó Thiên Anh dạ Thiên Mai Thiên gì Thiên Mai dạ này ở đâu Brisbane Australia Australia dạ tay có mà ở Australia luôn quá trời xa luôn người ta Úc qua đây nhiều giờ bữa nay Úc qua đây nhiều quá rồi ai không đi ra con tên gì hả Thiên Tâm Quân dạ có cái hiệu đây nhiều phần anh nhỏ ông lì lắm á nhìn chán rất lì á về nhớ lớn lên á đọc tin rồi ai nữa tên gì Thiên Tâm Mỹ cái này đẹp á rồi đi về trời tên gì Thiên Thanh hả? Dạ Thiên Thanh Kelly. Để đọc qua máy này nè. Tên gì? Hả? Con là Austin Thiên Thanh Toàn. Thiên Thanh Toàn ở Austin. Austin hả? Còn có một cái Austin Thiên Long Giang. À có một cái nữa còn được gì đó. Hồi từ khi nào chính rộng rã tự nhiên có người sẽ đổ tiền cho mình á, xây cái Thiên Long Giang đẹp tao tao. Không vậy hả? Thiên Vũ Dũng ở Canada, Toronto. Ở đâu? Canada. Toronto, Thiên Vũ Dũng. Người nào xong bước ra. Dạ con thèm gì sáng quá vậy nói là bữa nay sẽ gặp đông người. Thiên Tony. Thiên Tony ở đâu? Houston, Texas. Ông bị bệnh cái gan con á, con phải ngủ. Phải uống nước nhiều cho nên nó hồng hào trở lại không được hút rượu nha dạ mày đúng trời á đúng trời con tên gì con tên gì hả
What's your name? Tại vì mấy con phải làm cái dịch tiếp với dịch thì mấy ông thổ địa trong nhà mình á, mấy có cái tên này thu đặt là một chuyện, là mấy vị đứng đây mấy vị tôi ghi rồi, nhưng mà mình phải có cái dịch tiếp với dịch để mình mấy ông thổ địa mà mới nhìn thấy mỗi ngày mà chưa. Rồi trời ơi, người dân mà bật gì lạc quá. Tên Mai Ly, tên Mai Ly. Tên Mai Ly. Tên Thảo. Tên Đức Thảo. Rồi. Tên Ái hả? Tên Trời. Mẹ chào Tên Ái. Về trời với cha với mẹ nghe. Thời gian này quá sức khổ. Để thủ viết cái này lên. Để ông đi mai mới nhìn thấy cái này á. Nó được có hiện lên rồi. Đi ngay đây. Của nó buồn là hay nghe, buồn
thiền á, ông Phật á. Làm thiền anh Tiết. Vậy anh Tiết ở đâu? Thiền anh Tiết San Francisco. Từ nào của chú này đó mà thiền anh Tiết San Francisco. Dạ, con lệnh về cha thì sáng có nói. Lại chuyện cái là người chuyện tinh Phật Di Lạc là số 1. Nếu hiệu này mình đeo là của Phật Di Lạc. Chú cháu nữa. Anh gì? Thiên Kim Lệ. Thiên Kim Lệ. Thiên Kim Lệ. Rồi. Thiên Thiên Huệ. Ở đâu? San Jose quá xa. Tên người gọi San Jose quá xa, lái xe 50 phút. Đây đi bộ quá. Cái gì? Đi làm gì? Đi làm gì? Muốn làm anh em hay muốn làm cái gì? Ừ, thoải mái. Còn muốn làm con ông trời hay là con có đô la thì cả hai cũng đều được luôn. Con đô la nó hơi chua một chút, con trời thoải mái lắm, mình không kèm bao nhiêu tiền. Sáng đọc kinh tóm rồi thì ai dạo mình kệ họ, nhưng mà họ sẽ đi đường khác, mình sẽ đi về là con ông trời. Còn con đô la thì mình cứ nhìn bạn bè mình xung quanh ai hơn mình thì mình bực, thì con có đô la không có vững. Thì muốn làm con ông trời hả? Ok rồi, con ông trời thì đây về trời nha, không có làm con có đô la. Ai cảm nhận ra dáng đệ tử này nè, anh tên gì? Tôi tên Nguyễn Anh Tuấn. Thiên Anh Tuấn nhóm này ra đây cười. Tên gì? Justin. Hả? Justin hả? Justin. Justin. Yeah. Justin. 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 Ok, xin chất đi. Vô thấy là kia nãy nó không nói chuyện được mà làm nói chuyện được, còn anh này đi đọc Thiên Thanh Thủy và ở đâu? Thiên Thanh Thủy gần xa. Con có ông trời đi về trời. Không có gì hay ta, xác chết thì tới đây á, cái gì đó. Bữa nay gặp nhiều người xa con nhận hết đi. Mình trên kêu vậy đó. Cũng giống như bữa đi Houston đó, mình không có ý nhận đệ tử. Cái mấy gì biết trước, mấy gì nó là nhận. Cái bữa đó mình mới nhận, mà xác nay cũng vậy. Con nhận mắt thần đó, hơn mắt thần. Thiên Andrew. Con của ông trời. Lát xanh, vô hông. Con ở xe đi luôn. Để nhập quay ý. Lâu quá cái bài. Lâu quá cái bài. Là có chuyện bái. Thằng thăm rộng đó rồi. Cái bài là cũng làm chính tâm này đâu bái. Hôm nay hồi sáng này á, là trước khi tới đây á, cái gì nói hôm nay cũng ngủ gì gặp mấy người ở xa thì thôi thì cũng nhận họ hết đi. Để trên như vậy thì việc làm đúng bề trên dạy. Thì mình hôm nay có duyên làm con của ông trời. Thì cái thế gian chỉ là người truyền tin. Thì quý vị kêu truyền lại gì cũng được, thương phụ gì cũng được. Nhưng mà chúng ta thật sự về chẳng là giống nhau. Là tất cả có người có chức sắc ở trên trời thì, còn nếu không có chức sắc trên trời thì cũng gọi là tiên chúc. Chỉ là con của cha thì chỉ cũng là tiên chúc. Thì chúng ta cũng là bạn ở trên trời. Còn ở dưới thế gian này quý vị kêu sao cũng được nha, thoải mái. Nhưng mà quan trọng là có một kiếp này là phải về, chứ không có được mà lòng vòng nữa. Có còn nghe không? Hello. Hello, hello. Mấy giờ mình đến đây? Mấy giờ mình đến đây?
Bây giờ á, vậy là mình đi xe mình đi xe. Cảm ơn chị Thiên Mười Thanh. Cái này đẹp á. Nó có tiền thôi. Nhưng mà không quan hả? Không quan sô. Không có nhà vệ sinh, cũng không có đồ ăn, không có lương thực tiếp tế. Ngồi ngoài lạnh kiểu này. Giờ lạnh á. Giờ xong ha. Ok rồi.